Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay á, mình đi làm về mình mới phát hiện ra ở nhà mình có một cái tổ chim như này nè. Có một cái tổ chim trong đây nè. Hôm qua mình đi làm về cái mình thấy con chim nó bay lên tổ cái xong rồi mình tính mình coi thử nó làm gì đó mà ông chồng mình nói đừng đụng tới nó, trong đó nó có ổ chim á. Cái tối mình lấy cái đèn pin ra mình gọi, mình thấy ảnh ngồi trong góc ảnh ấp con ảnh. Bữa nay đi làm về mẹ nó thêm một lần nữa. Coi thử nó đâu rồi thì nhìn lên là thấy bà đi ăn rồi. Mà bây giờ lấy cái điện thoại gọi vô coi á, thì thấy có các em chim non ở nhỏng, để mình quay cho các bạn xem nha. Đây nè mọi người. Ok, bây giờ quay cho các bạn xem nha. Đây, quý vị thấy không? Thấy một con em chim non đó. Em tưởng mẹ em về cái em đưa cái miệng ra em xin ăn á, ghé là nó bả nè. Nó bả mới xin ăn nè. Bả tưởng mẹ bả về đó, bả tưởng mẹ bả về đó. Cứ bả hả hồng có ghé mới xin ăn. À, quý vị thấy không? Bữa nay bả lớn rồi. Bữa nay lớn rồi. Chắc cũng lâu rồi đó. Đó. Đây cái vòng mình để trên chiếc cửa nè, nó có mấy cái cây rổ này kia nọ nè, không biết nó lấy nó lên làm tổ chim từ hồi đời nào á. Cái ông chồng mình không nói là thấy có một cái tổ chim, anh kêu mình là đừng có đụng nó để nó làm tổ nó ở. Bữa trước là mình thấy cái tổ nó nằm phía trên đó đó, ở trên đó đó mà nó nằm rớt xuống quý vị. Nó rớt xuống cái xong cái buổi sau cái mình thấy nó làm cái tổ bên đây một cái nữa nè, nó làm ở trên cái đèn bên đó đó, ngay cái đèn đó đó, cái xong cái gió thổi qua cái rớt nữa, cho nên hôm nay là thì lại chui lên cái vòng hoa trước cửa của mình làm tổ chim. Bữa nay anh lớn rồi, anh sắp bay được rồi đó, dễ thương quá ha. Hello mọi người, em đang ngồi ngoài sân, quý vị thấy em đang làm gì không? Đây nè, em đang ngồi em chiên cá khô này. Em làm cá bữa em đi câu á nè, em làm vô trong cái bịch nè, làm thành cá khô xong rồi bây giờ người đang ngồi chiên chuẩn bị ăn với cơm. Quý vị xem nè, xem cá nè đó, mọi người thấy xuất sắc không? Trời ơi, cái này mà ăn mà không hết cơm nữa em mới sợ á nè. Đó, thấy chưa, nó thơm mà bát ngát nguyên cái khu vực này luôn á, chứ mình nó giỡn nha. Đó, đã chưa, xuất sắc. Đó, cái này em tự làm nha quý vị, em câu xong về em ướp, em làm khô nè. Khô này khô cắt râu nha, cắt râu kho khô. Ủa lộn, cá rô làm khô chứ không phải là kho khô nha. Có con bướm, con đom đóm. Đang ngồi chiên, còn một mớ nữa nè. Còn mới trong bịch đó. Cái này em làm khô nhưng mà không có khô cái da nhiều lắm, tại không có phơi bằng ở ngoài nắng nắng trời á, phơi bằng nắng của bếp á, cho nên nó không có rám cái da nhiều giống như Việt Nam mình đâu nha. Tại phơi ở ngoài sợ người ta chê, người ta nói nó hôi thối, cá chết cái ương rồi mất công, nó kêu cái gì đó tới chết mệt lắm đó. Cái này là được, con kiểu này là mong muốn mà cứ làm đi câu xong về làm khô xong để dành ăn từ từ thôi vậy ha. Rồi xuất sắc hết bài luôn. Con này vừa nè, con này ok đó, thấy chưa. Đó, chỉ sợ mình không biết làm thôi chứ bên này thiếu gì đồ ăn. Hôm nay lại đi làm về và đang ở trên một cái cầu. À, ở dưới cây cầu là cái chỗ mà hôm bữa mình câu cá này quý vị. Nè, cho các bạn xem nè. Đó. Đó, hôm bữa mình ngồi dưới đó mình câu đi nha. Đó, bữa nay có cái người ở dưới họ câu kìa. Ôi, nhìn xuống nước chóng mặt quá. Chóng mặt cũng xỉu. Nè, bên đây là thác nước nè quý vị. Nè, thác nước nó chảy nè, nghe không? Đó. Đó, thấy không? Đó, thác nước chảy. Giờ mình đang đứng trên cây cầu. Trời ơi, ngày hôm nay nước lớn quá trời luôn quý vị. Bữa mình câu á, nước nó yên tĩnh ghê, bữa nay nước lớn quá trời u. Nè, quay cho các bạn xem nè. Nè, bữa trước á là mấy cái ông đó, mấy ổng ngồi ngay góc đó. Mấy ổng câu á là mình nghĩ là cuối cuối đường ha, nhưng mà thật sự không phải, là do lúc đó là nước nó cạn.
nước nó cạn cho nên chỉ tới đó thôi. Còn ở phía trên đó là nó có mấy cái cục đá này nè, có mấy cục đá này trên người ta không có qua được hả, họ câu ở chỗ đó cái họ dòng về. Mọi ngày hôm nay nước nó chảy nó quá xá luôn rồi, hết biết rồi. Rồi cái chỗ mình câu bữa nay là nó ngập nước, nó nhiều nhiều quá trời luôn á, không có chỗ câu luôn. Bữa nay có 2-3 người đàn ông ở dưới đó. Giờ mình sẽ đi vòng lại cho mọi người thấy không nè. Nãy đi làm về đó bụng quá chưa có kịp về nhà ăn uống gì trơn á, về vừa tới nhà xong là quẹo qua chợ mua bánh mì đem theo ăn. Ai quý vị ơi, sau khi đi câu về thì bây giờ tắm rửa xong rồi trời ơi, mình mẹ tắm xình bùn không quá trời luôn, dơ dãi quá trời. Đây về cái ông chồng em ảnh đang chiên thịt bò, đâu anh đưa thịt bò cho mọi người xem đó, chiên thịt bò, đợi em về để chiên thịt bò hai chồng cùng ăn tối cuối tuần nha. Ok rồi, bây giờ mời tất cả mọi người cùng lên ăn tối với mình nha. Sao con đâu hôm nay nè, nghe mẹ hỏi nè, ở nhà hôm nay con có giỏi không, để điện thoại xuống, để điện thoại xuống nè, ở nhà con có giỏi không? Dạ giỏi mà không mẹ mấy cây bên kia hút đâu nè, hết chưa, hết chưa? Không biết à, gương mặt mẹ không biết mà. Ôi ôi cái gì đâu mà nó dính gích chịch như kẹo kéo vậy ta. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình nha. Ngày hôm nay thì dặn nhỏ tiếng này đi con, để nói chuyện cô chú một chút. Đúng rồi, good job. Thì ngày hôm nay thì mẹ con ngồi ăn steak với nhau. Henry cũng ngoan ngoãn lắm, vô đây ngồi chờ ba cắt steak ăn. Đó, dĩa nè, dĩa là của Henry nè. Ok, rồi mời tất cả mọi người cùng ăn nha. Đây là apple chút, orange chút, bữa mua nguyên lóc mà. Em nghĩ hay gì mỗi mấy lần cứ hay chừa cho ảnh á, rồi xong rồi cái ảnh uống không có kịp, như rồi như để lâu quá sợ hư, cho nên giờ uống phụ. Hay gì uống rồi mẹ uống nữa. Uống bữa này giờ. Mẹ đổ nhiều cho con đó hả? Rồi để đổ nhiều lên. Đây. Con ngồi xếp vào mẹ nè. Để ba cắt ba steak cho mẹ ăn nha. Rồi đổ nhiều rồi đó. Con nói sao? Giỏi. Mốt là mẹ làm cái gì cho con phải cảm ơn liền nha, đừng để mẹ nhắc nha. Nghe mẹ dặn không? Dạ. Giỏi, good job. Hồi nãy em đi câu, trước khi đi á cái em nói với ông chồng em á là em lấy thịt bò này của ảnh, em lấy em đi câu, ông nói ngon ngon, dám lấy thịt bò của tôi đi câu. Cái chén này là chén tương có wasabi thì để góc bên đây, còn chén này nước tương không có wasabi của Henry. Rồi mẹ để ly nước bên đây nha. This one ok, rồi this one. Henry. Rồi bỏ này luôn. Bỏ này cho Henry luôn. Rồi ba bỏ vô cho Henry luôn. Rồi để đây. Đó, ok. Đó, this one rồi đó. Rồi nè con chấm chỗ này. Ít thôi. Ăn hết rồi ba lấy nữa, ok. Rồi nè, đĩa của con này cầm lên. Chấm đi. Chấm với nước tương này, rồi được chưa? Chấm với nước tương á. Nè, rồi này của con luôn. Rồi. Không ăn hả? Về. Rồi chấm đi. Con mời cô chú chưa? Mời cô chú nói đi. Nói cơ, mời cô chú. No hả? Hồi trước mời cô chú, hôm nay mời cô chú chưa hả? Ngon quá. Không biết xong. Ôi trời ơi, sao nó chua. Ok, mời mọi người cùng ăn tối với gia đình nha. Bây giờ là 10 giờ rưỡi. 10 rưỡi nãy em đi câu về lúc 9 giờ. 9 rưỡi quá rồi em mới đi lên, về tới nhà là 10 giờ. Về tới nhà là 10 giờ. Mấy hôm nay em với chị Vân hay đi câu. Tại chị Vân chỉ thích câu, em cũng khoái câu nữa. Tại vì thứ nhất là câu á, nó không có tốn tiền của mình. Giống như mình đi shopping á thì mình đi chút xíu mình tốn 300 đô rồi cái nọ. Còn mình đi câu á, mình tốn ít tiền hơn. Mà một phần á, được cái là mình khi đi mình câu, mình đem về mình có cá mình ăn nữa. Anh tưởng lấy quả nào anh thế. Cái này mình đi câu về mình có cá nào, có đồ ăn ăn vừa giải trí mà vừa đã tốn tiền. Lâu lắm mình ăn lại thịt bò steak nè, cũng mấy tháng anh hả?
mấy tháng rồi đúng không? Mấy tháng. Giáo đó lúc giờ qua đây tới giờ. Hai lần. Anh ăn cho em nấu ăn không? Mình ăn. Cách sao mày á? Có nhiều người nhắn tin cho em hỏi á, à tại sao mấy ngày không làm video nữa? Thật sự mua biết không? Đi làm gì mệt á? Tắm rửa xong là đi lên nằm nghỉ thôi, không có thời gian nấu ăn nữa. Chứ một phần á, cấp trước em ngồi em ăn khuya hoài á, cái em bị mập, em bị lên ký rất là nhiều luôn. Mình chịu ăn hành dữ rồi đó. Mình nhiều tốt thôi. Sao em? Chuyện gì đó em? Đâu ai la em đâu em? Khóc. Đúng nghĩa quá em. Cái bây giờ bữa nay chủ nhật á thì ông xã không muốn làm cái này để cho ăn. Thứ bảy. Ngon. Anh làm cho vợ chồng mình ăn chơi cho vui. Mẹ tính á, đi lên nhà hàng. Còn nhiều khi á, đi nhà hàng á, chiều thì em đi làm về cái anh này anh ngủ. Mà tới lúc anh này anh thức là nhà hàng đóng cửa. Hay vậy á. Cái gì biết mấy ngày hả? Bên Mỹ á, kinh tế khó khăn, người ta xài tiền cũng hạn chế. Lãi suất mua nhà cửa thì nó lên à, nó lên 6 chấm rồi nè. Bảy mấy hả? Nó gửi tờ về. Nhưng mà tiền thuế nhà sao? Tiền thuế nhà có lên không? Lên luôn. Lên hết nhiêu à? Nó gửi về nó báo lên hết nhiêu. Mỗi nó lên mấy chấm, 5 chấm mấy, 7, 6 chấm thì anh vui mà. Lúc đầu mình mua nhà này á là có 3 chấm mấy à. 3 chấm mấy hả? Ừ. Vậy là tương ứng 1 năm mình đóng nhiêu? Hai một tháng đóng nhiêu? Năm cái thuế nó lên giá với giá leo thang nó lên, nó làm phát á là nó kéo theo mọi thứ lên hết, là cái hệ người tiêu dùng người ta xài ít lại liền, ít thấy hẳn là thấy rõ không á. Chả nó đang hành hôm nay ngày gì đang hành đúng không, lấy hành cho nó rồi bỏ rồi ngay đủ mẹ dính rồi. Lấy hành nhiều mà đâu mất à? Thì trốn cửa rồi vậy. Anh lấy hết rồi. Hành nó ngọt lắm. Ừ. Cái hành nhiều tốt. À. Hành nó ăn nhiều. Mình biết. Ngon quá rồi. Ngon không con? Giỏi quá. Ai nấu vậy? Ai nấu cho anh vậy? Nó đâu thích ăn thịt lắm đâu anh. Nó có đòi rồi, chưa đòi ăn thịt không à? Ừ. Chưa lúc thật nữa hả? Anh xui. Mọi người biết là bây giờ làm neo ghế thì cũng vắng. Vắng. Ế thấy rõ luôn á. Ế thấy rõ đúng rồi, ừ. Lễ mới vừa xong. Fourth July hôm đầu tháng rồi, đội gì nó ế cho đến cuối tháng rồi nó có lại. Ừ, mày nghe nói là tháng 9 này á. Cái khu em làm á, làm mấy cái dân chạy lính nó về. Về thì tốt thôi. Ừ. Về chúng mánh giống như mở tiệm mà tour nó tới vậy đó. Ừ. Tiệm này chưa có tour vậy đó. Nó tour tới là nó chỉ vô tiệm mình thôi, tự nhiên mình với nó ấy dính điếu nha. Ngay khu đó là đối diện cái đường mà đi vô cái chạy lính luôn á. Mà anh biết hả, mọi người biết cái chỗ mình đang làm á, ở chỗ đó là đối diện chợ lính, nó gần nhà mình. Nó dài qua đến quốc quốc luôn. Ừ, mà nó rộng lắm luôn á. Cái chợ lính sửa nhà sửa cửa trong đó lúc anh mới lấy em á. Ừ. Nên nằm đó làm mấy năm trời đó.
thêm anh. Rồi, ăn lâu lâu ăn steak không? Cái này nãy giờ em đang ăn là New York steak nha, cái này là T-bone steak ở bên đây. Ừ, em đang cắt New York steak cho anh. Anh biết cái bây giờ bên tiệm của mình á, bây giờ nó còn dư được hai chỗ trống mà cho thuê á. Cái bà Ba Tàu á. Anh cũng tàu nữa mà anh đi dịp biên chìm hai tàu còn tàu, ok anh có kêu ba tàu được người tàu. Ok không tàu thiệt luôn mà tàu không biết tính việc mà rồi vẫn là người tàu okay. Anh có kêu ba tàu là thường thầy thấy không á. Bà đó bà mở cái tiệm kế bên chỗ của bà chủ mà nó mở bên Belen á, bên này cái bà Bam đây. Bà muốn mướn cái tiệm kế bên. Hết rồi. Ờ hết rồi. Ừ, bấm lại. Thế xong cái bà mới tính mướn thêm cái tiệm kế bên của bà chủ nè. Để bà làm massage. Mở lớn rồi. Không. Bà làm bên một cái tiệm bên Melen á. Là bà chủ của em á là bà mở tiệm nail, bà kia bà mở kế bên một cái location mà bà tiệm nail. Đúng không? Còn cái bà này á, bà qua bên đây là bây giờ bà mướn mở mà kiểu là mở mở phòng massage cho cái khăn hay gì ra à, là mở một cái phòng massage tại vì ngay cái location đó nó còn dư hai ba chỗ trống cho mướn đó. Cái bây giờ bà đó muốn là đó hợp đồng để mướn làm phòng massage. Ở trong đó là khu chợ lính đó mọi người, khu chợ lính họ đi ra nhiều khi họ mệt mỏi á, họ ra họ massage, họ thư giãn nữa anh. Kiểu gì đó. Cho nên bà mới muốn mở cái một phòng massage ở ngoài đó. Bà chủ nữa. Bà rủ em đi bà chút mở tiệm phở đi. Em nói trời ơi. Em hỏi mở tiệm phở gì ai coi, ai nấu, ai làm. Tiệm phở đâu phải giống như tiệm nail đâu, tiệm nail anh chỉ cần một người để em coi chừng trước sau thôi chứ còn chịu hở lắm. Rồi thấy cái chị sớm đi nói dọn dẹp mà kia nọ, làm chủ tiệm phở còn cực hơn, còn hơi làm bơ xuyên nữa đúng hả? Nước là phải nấu trước nha. Ừ, phải nấu hầm trước nữa. Còn dân mà làm quầy quả nó nấu trong ngày nó đi một một chiều hôm trước chốt. Ví dụ như ngày mơi bán là hôm nay bắt đầu hầm rồi nè, hầm là sáng mơi bắt đầu bán rồi đó. Cho nên hả là làm rất là cực luôn. Hết hả con? Rồi ba hết hẳn. Còn hả mà mướn người á mà giao cho nó nấu á hả? Nó nấu trên trời dưới đất. Mất khách. Mà đổ đi. Ừ, đi. Ok. Cay không con? Cay. Cay. Ăn hành tiếp đấy. Ăn hành bị cay á, cay hành á. Đây nè. Bà nói bà ngủ mở nó trời đất ơi chị tưởng dễ ăn lắm. Khen mẹ con chùi tay nè neo nhiều khi á hả ơi. Ờ vậy đó hả, đà nó xô nó ngáp vậy đó hả. Ờ không có đường phở nè đó, trong vợ lý nó ra nó mua á, trong đó không có nhiều quá ăn cho nên á. Nếu không có tiệm phở ngoài này á, tưởng xe nó ăn. Trời ơi. Ai ngủ? Qua hỏi, hùng không? Qua hỏi anh Việt à. Ok, cái đây con, để bà ăn cái đây. Hỏi hùng không? Hùng ba chê mình hùng. Dỗ đùi hoài vậy hả? No chưa mà dỗ đùi hoài vậy. À, thứ ba hả? Trời ơi, đuổi rồi. Đuổi em. Bụi rồi. Rồi lau quăng lại em vậy á. Rồi với em rồi. Sao? Mở phở không? Bà chủ ngủ kìa. Bà đi phở cho anh đứng tiệm bán ha. Ha. Trời. Ai nuôi cá của anh này? Đem cá ra chân vòng vòng luôn. Đây đặt tên quán phở là phở Khoi. Đó. Đây vừa ta lại ăn phở rồi em vừa ngắm cá luôn. Good idea nè, good. Cái đó gọi là phở cá khoai. Đặt tên vậy đó, có tên luôn, có tên biên hiệu luôn rồi đó, thấy chưa? Phở khoai.
Ai đam mê cá lại coi cá. Ba để đi. Ở đây này ớt kìa. À, cái kế bên cái thằng bán bánh mì sandwich á, là một cái là bánh mì sandwich, một cái là sinh tố. Ba để lắm rồi. Mà nó bán sinh tố nó than lỗ quá. Nó nói giờ nó đóng cửa sinh tố, nó không bán nữa thì không có khách á. Chẳng khách quá. Okay, bà nó đóng cửa cái sinh tố. Lại thì nó sẽ trả mặt bằng sinh tố, mà nó vẫn còn làm cái bánh mì. Nó không có làm được sinh tố nữa. Okay. Nhưng mà bây giờ ở đó là đã rất nhiều mặt bằng trống rồi. Mà bây giờ để coi tính ra là hai cái trống hả? Một cái kế bên mình là một ha. Rồi cách qua bên tay phải thêm hai căn nữa là hai, nếu như cái thằng đó mà nó trả nó là ba dưới đầu đường một cái nữa bốn, còn bốn lỗ chơi mướn là cái lỗ mà có hai cái lỗ là mới luôn nha, mới mà mới cáo cạnh luôn, mới không có gọi là chưa có xây gì chưa, nó chỉ là một cái building vậy thôi, ở phía trong là gạch không à, đá không à, sỏi không à. Mà vòng vòng khu đó là mấy cái chung cư ở phía trên, họ đi xuống đầu hay là móng nhiều á. Ở đó giờ hiện tại đang có một tiệm tóc, một tiệm nail với một tiệm bánh mì, là ba tiệm rồi, với một cái tiệm kế, cái đó là cái gì không biết nữa, không nhớ. Mà hình như chỉ là văn phòng thôi sao á, như là vậy á, là mới có ba tiệm à, mới ba tiệm ở đó thôi à. Cho nên nếu như mà ở đó mà gom mà nhiều người lại mà mướn mà làm ăn á, nó đỡ lắm á. Kiểu là khách người ta đi tới lui nhiều á. Nhưng mà cái khu đó nó dở ở chỗ á, là nó không có bạc kinh trước mặt, không có, mới có bạc kinh ở sau lưng thôi à. Tại khách nó không biết đường đậu thôi, chứ mình ghi bảng á anh, mình ghi bảng mình chỉ cho nó đi vòng người sau cũng được mà, đúng không anh? Kể chứ bạc kinh cho nó vô, tại vì nó có một cái bạc kinh phía trước và một cái bạc kinh phía sau. Cái bạc kinh phía sau đó là để cho mấy người mà cái dạng làm trong cái location đó không mua đồ á, họ có thể vô trong đó họ đậu. Còn á, cái bạc kinh mình để dành cho cái người dân họ ở đó là nó nằm ở phía sau nữa, mà cái ở phía sau đó là nó có cái, nó có một cái cửa đóng lại, nó cửa đóng lại, ai vô thì họ bấm nút cho mở lên. Còn nếu như mà không phải cái người dân ở đó là nó sẽ không mở lên cho vô đậu xe. Vậy á, giống như cái đồ mất. Không có nhưng ông gì đó, ông kêu bọn gì bảo vệ hả? Có một ông bảo vệ đi vòng vòng đó, coi chừng vòng vòng đó. Cái còn là cái mà em đậu á, là cái bạc kinh nó dành cho mấy người mà ở trong cái khu đó làm trong khu đó, tại vì họ không. Nhưng mà mấy cái người bán bánh mì anh, bữa trước nó thấy tiệm của mình nó khách mà đậu xe nhiều quá, cái nó đi vòng vòng ổng lại coi cái bạc kinh của mình, nói mà coi bạc kinh chứ, ý là nó nói là khách của nó tới không có chỗ đậu á. Okay, đúng rồi. Bây giờ mày muốn gì nữa hả? Mày kiếm chỗ đậu đi chứ, mắc mới gì đúng không? À, tới trước là đậu trước, tới sau đậu sau rồi. Cái đứa nó không ấy rồi, còn mấy nó bỏ tiền nó mướn chỗ đi. Thì đó. Cho nó đi. Cho nên á, nó đâu có nói mình được, anh hiểu không? Mà tại vì nó khách nó tới đó, là khách nó chỉ nghĩ là có cái bạc kinh ở đó thôi, anh biết không? Nó đâu có biết là ở phía sau nó có bạc kinh. Nếu như á, mà ông này á, ông muốn mà bạc kinh mà khách cho nó cộng gãy á, nó viết một cái bảng ra đúng không? Để một cái bảng đó, để cái khu vực mà quẹo á, để cái khu vực quẹo chỉ người ta xuống. Được mà, đường ngay lúc mà anh quẹo là xanh đỏ. Chỉ cho người ta xuống, giống như là ngay đây có bạc kinh, thì các bạn quẹo vô đây, cái quẹo phải là cái bạc kinh đúng không?
Thì bây giờ á, mình để cái bảng khen ngay cái chỗ mà chưa có quẹo đó, chỉ thẳng thôi xuống, chỉ thẳng xuống là bậc kinh của sandwich hay gì đó, thì họ thấy họ chạy vô thôi. Tại vì ở đó nó có hai cái chỗ quẹo, anh biết không? Chỗ đầu tiên á là quẹo qua bậc kinh đúng không? Ừ. Còn nếu như mà anh đi thẳng xuống chút xíu nữa thì quẹo là bậc kinh ở phía sau. Anh quẹo rồi, anh biết. Anh thấy đúng không? Sau đường nó chạy ngược lên. Ừ. Đó là chỉ cần là ví dụ như là lúc đó là nó để cái bảng ngay cái chỗ mà cái cửa của bậc kinh đó, chỉ vô là người ta chạy vô đó thôi. Cái bà Trúc bà lại bà làm chứ bà cũng chưa biết bậc kinh ở đâu nữa. Anh biết không? Bà lại làm mấy bữa giờ cũng 2-3 tuần rồi bà còn chưa biết bậc kinh ở đâu nữa. Em chỉ em nói bậc kinh sao nó bắt thôi tao không biết đâu, tao không đậu đâu, mất công mà. Cái bà đậu trước. Mà thường á thì em đậu ở sau, cái em đi vòng qua đằng trước anh biết không? Mà nếu như ai mà đậu ở sau thì phải có cái chìa khóa của cái location đó mới vô được. Còn không có là không vô được. Cho nên đa phần á là nhân viên á họ không có thích đậu ở phía sau, lại đậu phía sau mới đi vòng qua trước. Xa. Còn bữa tối mà đi về á, thì đi vòng qua phía sau cảm thấy nó tối. Sợ. Cái bự. Trời, bữa giờ ở đây em quá trời anh ơi. Uống thuốc, sức thuốc quá trời luôn. Bữa nay nó khô. Cái gì coi nè, nó khô nè. Lỡ nè. Nè, thấy cái tay mày không? Đau nè. Thấy đau không? Đau quá. Thổi cho mẹ đi. Dễ thương không? Chụp mẹ. Ow. Chụp mẹ bị lên. Châm mày bè, nó nói châm mày bè. Châm mày bé. Châm mày bé. Bữa giờ là em đổi chỗ làm nhiều chỗ lắm mà cấp sau này tập trung lo đi làm với lo đi về cái lo học ba cái nail đó, tập trung học ba cái nail để làm nail cho nó tốt á. Mà bây giờ em làm nail cũng đã ổn rồi. Bây giờ cũng đã có khách hàng nè anh. Khách hàng cũng nhiều lắm anh. Nhưng mà bây giờ thấy là còn một số cái mình còn muốn học nữa. Chắc nay mai gì em ngày nào em nghỉ em phải đi mua supply thêm. Em mua supply thêm và cái đồ supply mà em cần á thì em lấy ra em dọc. Khi em dọc được bắt đầu em thực hành. Em muốn tập cái móng dài nữa. Bây giờ em làm móng dài được rồi. Lúc trước á là móng dài không có được. Em vũa móng dài rất là xấu. Nó quá đẹp, mình không biết cách vũa nó ra rất là xấu. Nhưng mà một bữa nay á là dành thời gian để học mấy cái đó đó, cho nên làm cũng khá là ổn. Cho nên mấy cái mọi người thấy á là em dạo này em không có lên mạng nhiều, không có quay phim được á. Có nhiều người hỏi sao là em mở YouTube luôn, là do là em tập trung em làm mấy cái việc mà mình cần thiết hiện tại bây giờ. Thì em cũng cố gắng là dành ít thời gian để đi học tiếng Anh một đêm thêm, mà mong là mình sẽ đeo đuổi và mình học được, chứ không đúng có tới nỗi là nửa chừng xong rồi bỏ cuộc rồi, đó. Bây giờ sẽ cố gắng thôi, cố gắng hết sức thôi. Đó. Thì thứ nhất là đi học tiếng Anh thêm, bữa giờ trao dồi thêm cái nghề nail, rồi bây giờ thì cũng có thêm làm thêm công việc là giống như bữa mình có kể cho mọi người đó, là đi giới thiệu thêm cái nguồn nước cho người ta, được cái gì thì được. Đó cái dạng là nhiều việc thôi, mà mấy cái việc đó là việc part time thôi chứ không phải là full time của mình. Cái công việc chính của mình full time vẫn là làm nail. Và hiện tại bên đây là mình làm thợ bột. Bên đây là mình là thợ bột thợ chính ở bên đây. Cho nên gần như là mình làm 6 ngày một tuần. Đang tính là xin qua cái tiệm mới để xin làm có 5 ngày một tuần thôi, mà cuối cùng cũng bị bắt 6 ngày một tuần. Hôm bữa bà chủ bà không có người, bà còn kêu là gắn lên. Nói thôi vậy thôi em làm 7 ngày một tuần dùm chị đi. Nhưng mà về sớm 3 giờ về. À 2 ngày. Giống như là hai cái ngày mà em xin nghỉ á, thì cho về sớm. Ví dụ như là ngày mình nghỉ ngày thứ năm đi, thì bây giờ sẽ đi làm ngày thứ ba với thứ năm luôn. Thì hai cái ngày đó sẽ được đi về sớm 3 giờ, làm từ sáng tới 3 giờ là về. Cái mình nói thôi không được đâu, chị cho em nghỉ một ngày đi để em sắp xếp cái công việc mà em làm trong cái ngày đó, để em nghỉ trong ngày đó. Chứ còn mà chị cho nghỉ nửa ngày vậy, nửa ngày không có làm được việc gì hết trơn á. Nửa ngày, nhất là nửa ngày buổi chiều á, không có làm được gì hết trơn á.
chỉ có làm nửa ngày buổi sáng á, thì nhiều khi còn làm được nhiều việc. Ví dụ như nửa ngày buổi sáng cũng không được nữa, tại vì ngủ không tới trưa rồi. Tại cái ngày nghỉ là mình muốn nằm nghỉ ngơi thêm, chứ mình đâu có muốn ngồi vậy liền đâu. Nằm ngủ cho nó đủ giấc, bù lại những cái ngày mà mình đã mệt mỏi rồi á, cho nên nó cứ xào xáo vậy đó. Nhưng mà thật sự bây giờ dành thời gian như vậy mình cũng thấy được thoải mái được chút xíu. Mình thấy được là mọi thứ của mình nó tốt hơn khi mà mình tập trung mình làm những cái việc đó vậy. Mình thấy cái những cái việc mà mình làm á, nó bổ, giống như không phải bổ ích mà gọi là cái gì ta, nó giúp cho cái việc tương lai sau này của mình nhiều hơn. Còn á, lúc đầu á, mà mình cứ tập trung vào mình làm YouTube á, mình làm thì mình cảm thấy là cực kỳ áp lực khi mà làm YouTube. Rồi khi mà không ra video được cũng nhức đầu lắm quý vị. Rồi á, lúc đó là gần như mình cứ xoằn với YouTube và không có thời gian luôn, không có thời gian để làm những việc khác. Và mình nghĩ nếu một mai nào đó mà lâu về dài á, là mình làm cái nghề YouTube này mình không có ổn định. Cho nên á, cái bây giờ mình thấy là thôi, thà cái thời gian mình tập trung làm YouTube nhiều thì cái số tiền đó nó không có đáng để mình đánh đổi. Và bây giờ cái tuổi thanh xuân của mình cũng không còn được nhiều, cho nên thôi bây giờ mình dành cái thời gian đó để mình học trau dồi cái nghề của mình vài năm nữa, mình có công ăn việc làm ổn định hay như thế nào đó, hay là mở tiệm hay đại loại gì đó, mình nói là về lâu về dài thôi. Rồi á, còn á, khi mà mình tập trung mình học thêm một chút tiếng Anh để ít ra mình cũng còn nói chuyện với khách hàng, hoặc là mình đi làm việc gì đó mình cũng không có bị khó khăn về ngôn ngữ. Ít ra thì mình cũng là kêu bằng biết nói và biết giao tiếp với người ta, chứ không cần phải giỏi, chỉ cần giao tiếp thôi là cũng là được rồi. Cho nên mình thấy được là đặt lên bàn cân thì mình thấy giữa hai cái thì mình biết cái nào là nặng và cái nào là nhẹ. Cho nên mình thấy là thôi kệ đi, bây giờ YouTube chỉ là những video mình chia sẻ về cuộc sống gia đình, để mọi người cập nhật thêm thông tin cuộc sống của mình. Tại vì ngày xưa giờ mình bước chân qua Mỹ thì mọi người cũng đã xem video của mình từ lúc mà chưa chân ráo qua đây, chưa đi làm, và khi làm như thế nào chia sẻ mỗi ngày. Mà giờ tự nhiên cái ngắt quãng mọi người á, thì cũng cảm thấy nhớ, cũng thấy buồn. Cho nên bây giờ có cái gì thì cập nhật thêm cái đó với mọi người. Nhưng mà sẽ là không có tập trung làm YouTube nhiều, chỉ có là chia sẻ những cái thông tin hoặc là chia sẻ những cái gì đó mà mình cảm thấy bổ ích, hoặc là về cái cuộc sống của gia đình của mình, mình cập nhật lên cái trang mạng của mình vậy đó. Để mong mốt sau này nhìn lại là cái quá trình từ khi mình bước qua Mỹ đến khi mình già, mình lớn, mình có con mình lớn như thế nào cái kia nọ, có cháu, thì mình nhìn lại tất cả những cuộc hành trình đó mình sẽ thấy được mình thay đổi như thế nào, đúng không mọi người? Rồi thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay và nghe mình chia sẻ những điều trong tâm hồn của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người, hẹn gặp lại. Bye. Anh, bye đi anh. Bye. Giỏi.